Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Trong Sử ký nhì chương 1, chúng ta nhận thấy vua Salomon khởi đầu công tác của mình bằng việc tìm cầu Chúa qua việc dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Vua cũng nhận biết sự hạn chế của bản thân, cầu xin Ngài ban cho sự khôn ngoan. Để rồi, Chúa đẹp lòng và ban cho vua hơn cả những gì vua mong đợi. Chương 2 tập trung vào việc vua Salomon tiến hành dự án xây dựng đền thờ cho Đức Giê-hô-va thông qua hai bước chuẩn bị quan trọng: nhân công và nguyên vật liệu xây dựng. Câu 1 và 2 mô tả số nhân công cơ bản cho dự án gồm 70.000 người khuân vác, 80.000 thợ đá miền núi và 3.600 đốc công. Theo lời kết trong câu 17 và 18, thì số nhân công này là những người ngoại quốc sống trong Israel, theo thống kê của vua David. Công trình xây cất này chắc chắn rất lớn. Câu 3 đến câu 16 mô tả việc vua Salomon cử sứ giả đi đến gặp vua Hiram của Tyre để mua nguyên vật liệu xây dựng và tuyển mộ thợ khéo léo. Trước đây, vua Hiram đã giúp cha ông là David xây hoàng cung thể nào, thì bây giờ vua cũng mong mỏi vua Hiram cũng sẽ giúp mình thể ấy. Để thêm phần thuyết phục, vua Salomon trình bày sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va, giá trị và ý nghĩa của đền thờ đối với dân Israel. Vua Salomon nhận biết Đức Giê-hô-va, đấng ông đang thờ phượng, là đấng lớn hơn tất cả các thần. Tầng trời bao la kia còn không đủ chỗ cho Ngài ngự, thì ông là ai mà xây cất được đền thờ cho Chúa? Vua chỉ mong xây cất được một ngôi đền để dâng hương lên trước mặt Chúa mà thôi. Và đền thờ đó phải thật vĩ đại. Chính vì thế, vua Salomon rất mong muốn có được những người thợ khéo léo về các nghề kim hoàn, dệt may, trạp trổ từ xứ Tyre, cũng như muốn được khai thác gỗ bá hương, gỗ tùng và gỗ bạch đàn hương từ nơi đó. Đổi lại là phần đền đáp hết sức rộng rãi cho sự hiệp tác này. Sau khi nghe từng lời từ Salomon, vua Hiram ngợi khen Đức Giê-hô-va, đấng đã ban cho David một người con trai khôn ngoan, được phú cho thông minh và khôn sáng để xây cất đền thờ cho Chúa nhằm thờ phượng Ngài. Vua Hiram đáp ứng yêu cầu của Salomon bằng cách gửi thợ và gỗ theo mô tả của vua Salomon. Vua Salomon ý thức được sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va. Vua muốn dâng lên Chúa mọi điều quý báu nhất mà mình có thể có được. Khi một cuộc đời luôn hướng về Chúa, muốn tôn vinh hiển lên Chúa, thì cuộc đời đó sẽ hết lòng dâng hiến mọi thứ tốt nhất cho Ngài. Câu hỏi suy ngẫm: bạn nhận biết Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại như thế nào đối với bạn? Bạn có đang tôn vinh hiển xứng đáng cho Ngài qua đời sống hiến dâng?
Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng tể trị, đấng chọn lựa con, cho con được sống và được phục vụ công tác nhà Ngài. Xin Chúa cho cuộc đời con luôn hướng về Ngài, luôn hết lòng dâng mọi thứ tốt nhất con có lên cho Ngài. Hầu cho qua cuộc đời con, danh Chúa sẽ được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.